Thưa quý vị và các bạn, vậy là đã tròn nửa thế kỷ ghi dấu một sự kiện oai hùng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Quảng Bình. Ngày 3 tháng 8 năm 1968, Quảng Bình đã lập chiến công vẻ vang, bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 của không quân Mỹ trên miền Bắc. Ngày 8 tháng 8 năm 1968, Bác Hồ đã gửi thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình về chiến công oanh liệt này. Với dấu mốc lịch sử hào hùng đó, đã có nhiều văn nghệ sĩ lấy cảm hứng với hiện thực chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi của quân và dân Quảng Bình để sáng tác nên những tác phẩm có giá trị cho mãi đến bây giờ. Trong chuyên đề thơ nhạc và hoài niệm hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Quảng Bình Chiến Thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Chiến thắng dồn vang từ miền quê ta, từ mái tranh gốc dừa kiếm hoa tràn hòa. Nơi đây được sông anh dũng biên cường ta chiến đấu, ta giữ yên cho miền quê đẹp giàu. Giờ như dòng ca sông như hoa, kể lại bao chiến công. Đưa sông lạnh lên suối điều hòa, nơi sông khi quân cướp vào. Bên bên sông danh giúp ta sẵn sàng giữ bờ trời. Trần dân bao năm nào như còn vang tiếng súng. Quyền thống hai hùng quyết giành lấy chiến thắng. Chiến đấu ta giữ yên cho miền quê đẹp giàu. Cho những dòng ca sông như hoa kể lại bao chiến công, đưa sông lạnh lên suối điều hòa. Nơi sông khi quân cướp vào, bên bên sông danh giúp ta sẵn sàng giữ bầu trời. Trần xuân bao năm nào như còn vang tiếng súng. Truyền thống anh hùng quyết giành lấy chiến thắng. Tiếng hát dồn vang từ nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ dựng lên cái gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 năm 1964 và bắt đầu tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Là tỉnh có địa bàn chiến lược quan trọng, tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, nên Quảng Bình trở thành túi bom đạn của kẻ thù. Với tinh thần nhà tan cửa nát cũng ư, chiến thắng giặc Mỹ cực trừ sưởng sau, quân và dân Quảng Bình không hề nao núng, chiến đấu kiên cường, càng đánh càng mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngày 3 tháng 8 năm 1968, quân dân Quảng Bình bắn rơi chiếc máy bay thứ 500 trên đất Quảng Bình, được Bác Hồ gửi thư khen và Quốc hội tặng thêm một huân chương độc lập hạng nhì.
Nhân dịp này, Bác nhắc nhủ đồng bào, bộ đội và cán bộ Quảng Bình trở vì thắng lợi mà chủ quan khinh địch, phải luôn cảnh giác, ra sức thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, làm tổ công tác giao thông vận tải và phòng không nhân dân cho thật tốt để giành nhiều thắng lợi hơn nữa. Cùng với đồng bào cả nước kiên quyết tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Thư Bác là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Quảng Bình vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, tiến lên lập nhiều chiến công to lớn hơn nữa. Có thể nói cái khi đó cái thư khen của Bác đối với quân nhân Quảng Bình đó là cái niềm động viên rất lớn, là cái khích lệ, và đó có thể nói là đó là cái sự khích lệ và động viên nhân dân Quảng Bình quyết tâm vượt qua khó khăn để là quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, và đặc biệt là đánh thắng cái cuộc đỏ sức quyết liệt giữa ta và không quân Mỹ trong cái cuộc chiến là ngăn chặn và chống ngăn chặn, để Quảng Bình là đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến lớn về là cơ sở vật chất, về khí tài, đạn dược và con người, để cùng với cách mạng miền Nam đi đến đích cuối cùng, đó là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội như hôm nay. Quảng Bình, mảnh đất nơi khúc ruột miền Trung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với những chiến công trong chiến đấu và sản xuất, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nhạc sĩ tên tuổi trong cả nước. Có thể kể đến Hoàng Vân với Quảng Bình quê ta ơi, Xuân Giao với Giữa biển trời Quảng Bình vĩnh linh, Quách Bảo Lân với Gào đến Trị Thiên và Phạm Tuyên với Quảng Bình chiến thắng. Được sáng tác trong bối cảnh chiến tranh ác liệt, bài hát Quảng Bình chiến thắng là sự rung cảm sâu sắc của nhạc sĩ Phạm Tuyên đối với sự kiên trung, anh dũng của mảnh đất và con người Quảng Bình. Với tiết tấu nhanh, dứt khoát, bài hát vang lên niềm tin chiến thắng quân thù với niềm tự hào khí phách của người dân Quảng Bình trong cuộc đấu tranh bảo vệ quê hương. Sau khi ra đời, bài hát đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng thính giả cả nước nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Hòa trong trào lưu âm nhạc cách mạng, Quảng Bình chiến thắng của Phạm Tuyên luôn vang lên đồng hành cùng với các phong trào thi đua yêu nước của quân và dân Quảng Bình hôm qua và mãi cho tới ngày nay. Những năm trước đây, như thế hệ chúng tôi là học sinh cấp 1 cho đến cấp 2, hầu như ngày nào cũng là hát cái bài này, hầu như ngày nào cũng hát bài này để cái sức lan tỏa, để muốn nói lên được sức lan tỏa của ca khúc Quảng Bình chiến thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên là được công chúng đón nhận một cách rất là tốt và nhằm động viên, khích lệ nhân dân Quảng Bình chúng ta lao động sản xuất và đặc biệt là giữ vững cái bầu trời và giữ vững cái biển cả bầu trời của quê hương Quảng Bình chúng ta. Từ những bài hát nhuộm màu thời gian Hà Nội Điện Biên Phủ, Chiếc Gầy Trường Sơn, đến bài hát không tuổi Như Cỏ Bác trong ngày vui đại thắng, ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn chạm đến trái tim của người yêu nhạc nước nhà. Đối với miền quê gió Lào cát trắng, Phạm Tuyên đã có những ca khúc đồng lại trong tâm khảm của mỗi người dân Quảng Bình như Đêm Cha Lo, Bám Biển Quê Hương và Quảng Bình Chiến Thắng. Quảng Bình Chiến Thắng nói riêng, cả ca khúc của ông viết về Quảng Bình nói chung đều mang một tình cảm chân thành, sâu sắc, khiến cho mỗi người khi nghe đều rung cảm và tìm thấy trong từng ca từ dáng núi hình quê, tinh thần bất khuất, dũng cảm kiên cường của đất và người Quảng Bình. Khi mỗi lần nghe đến cái ca khúc này làm tôi là sống lại những cái năm tháng mình còn nhỏ được chứng kiến cái chiến tranh khốc liệt trên cái mảnh đất Quảng Bình chúng ta, và ca khúc này nó được lan tỏa trong cộng đồng của chúng ta rất lớn. Mỗi lần nghe đến cái ca khúc này trên đài tiếng nói Việt Nam thì hầu như cái lòng của tôi nói riêng và toàn bộ nhân dân nói chung là càng rạo rực, càng phấn chấn để nhớ lại, giống như những thước phim quay chậm để nhớ lại những hình ảnh ngày xưa Quảng Bình chúng ta lao động và chiến đấu anh hùng như thế nào.
Quảng Bình, khúc ruột miền Trung, một thời đi qua chiến tranh, chiến đấu kiên cường và chiến thắng kẻ thù hung bạo. Vùng đất ấy hôm nay đang từng ngày từng giờ thay da đổi thịt. Những chiến công, những trang sử vàng oanh liệt trong quá khứ đã tạo nên những giai điệu tuyệt vời, âm vang mãi niềm tự hào như lời ca của Quảng Bình chiến thắng. Đó là động lực tiếp thêm sinh khí cho Quảng Bình vững vàng đi tới. Chiến thắng dồn vang cờ miền quê ta, từ mái tranh gốc dừa tiếng hoa tràn hòa. Nơi đây đường sông anh dũng kiên cường ta chiến đấu, ta giữ yên cho miền quê đẹp giàu. Sơn như dòng ca sông như hoa, kể lại bao chiến công. Nước sông ngàn lệ suối như hoa, nơi sông khi quân cướp hoa. Bên bên sông danh giúp ta sẵn sàng giữ bầu trời. Trần dân bao năm nào như còn vang tiếng xuân. Quyền thống anh hùng quyết giành lấy chiến thắng. Thank you.